Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ bắn thử chế độ mới của PUBG Mobile China. Và cái chế độ này thì nó ra cũng khá là lâu rồi, tại vì mình chưa có clip nào review về chế độ này nên gọi là mới thôi. Ok, chế độ này thì sắp tới mình nghĩ nó cũng sẽ về phiên bản quốc tế thôi. Và anh em sẽ được trên tay trải nghiệm cái chế độ này. Chế độ này thì nó sẽ chia ra làm hai cái. Một cái thì chỉ dành riêng cho sniper, còn một cái thì dành riêng cho tất cả mọi thứ súng. Và cái chế độ dành riêng cho tất cả mọi thứ súng sẽ chia làm nhiều cái lượng spawn khác nhau. Ví dụ một trận thì các bạn sẽ gặp toàn lục, một trận thì gặp toàn shotgun, và một trận thì toàn chảo với lại dao thôi. Cũng khá là hay. Úi trời ơi, lạc lối các bạn ơi. Vào chậm vậy. Vô lý, cái đường bay này bay vào school dễ mà. Sao bay sau vô duyên vậy? Đây này, còn một thằng sau này nữa. Ủa sao bọn này vào chậm vậy ta? Ở mình hết má rồi. Bay ảo VL. Bay thế đếch nào mình vào đây đầu tiên. Hừ cấu. Đây rồi, ui xồi ôi, toàn không trúng mà chạy lông nhông thôi. Chắc là boss rồi. Gì đây? M24, ui xồi ôi. Và mình đã vào phải chế độ cho full súng rồi. Súng gì cũng có. Mà không ra khẩu ốp nhở. Mình chơi mấy trận trước toàn ốp. Ý, một kill dễ dàng. Bắn như này thì nhàm quá. Cho cái kiểu bắn khác nó khó hơn được không ạ? Ui dồi. Ui. Thôi. Ôi thôi em sợ rồi. Bắn kiểu như này xin chết. Cái đậu phộng nó lơ. Mồm mình linh thế. Ok fine. Và bây giờ mình sẽ không nói bất cứ thứ gì ra. Và điều gì đến sẽ đến thôi. Ủa? Boss à? Chạy đâu ấy cưng. Ủa toàn bot này. Sao toàn bot không vậy? Đây bên này này. Úi dồi ôi. Thơm. Ơ kìa. Chạy đi đâu. Con lợn này. Còn nữa không? M24 8X như này thì cứ đứng từ xa mà rỉa thôi. Một mình tao cần hết. Thế thôi. Ok, mình chỉnh lại cái tai nghe nhá. Tự dưng nó bị lỗi cái tai nghe. Tiếng trước hình sau nó vô duyên quá anh em ạ. Và school thì clear rồi. Còn bên chung cư này. Cắm đầu đi đâu vậy? Ui dồi ôi. Nhấp nháy này. Vai xoài. Anh em lại bảo tôi hết cho xem. Mà thằng này boss mà. Ok. Bây giờ 10 kill rồi. Gần nửa cái bản đồ rồi anh em ạ. Nhảy đây nhiều kill thế. Nhưng cơ bản thì nó bo vào một chỗ như này thì được nhiều kill thôi. Rất là sướng khi mà hút kill. Hút kill như hút cần vậy. Đây rồi, chạy ra này. Ok, hình như là clear hết rồi. Vẫn bo ở school anh em ạ. Nên đây là một cái góc nhìn cực kỳ tốt. Chúng ta cứ đứng ở đây thôi. Một thằng vào đây này. Lòi mặt ra đi cưng. Lâu vậy. Đừng ai lý thông ở sau nhá. Úi dồi. Thôi gãy rồi. Sorry bạn nhá. Kênh bạn nãy giờ rồi bạn mới chạy ra. Ok, đạn 7 đang cần. M249. Ui dồi ôi, nhặt gì cho nhiều. Ơ
Ok. Đấy, được rồi. Nếu các bạn bảo mình chơi giả lập thì các bạn có thấy mình lút đồ ảo không ạ? Ảo hơn cả giả lập luôn. Và mình sẽ cho các bạn xem. À. Ui rồi. Này thì lút này, ảo chưa? Còn ảo hơn giả lập luôn ấy chứ. Trên đây có một thằng đây này. Còn hai thằng nữa thôi. Ý gì bà nó top 1 rồi. Ủa, trúng vai à? Hay trúng ba lô vậy? Nhìn giống cái đầu ghê á. Ui rồi ôi, hack bà nó rồi. Bắn thế này bắn thế đéo nào được. Còn mỗi thằng bên này nữa. Ui bà easy game rồi. Tình nhiên còn cố nhìn ra nữa. Ok. Dễ quá à. Chắc mình sẽ làm thêm trận nữa đi. Trận này nhanh quá. Không biết là bạn được bao nhiêu phút đây. Vừa xem lại clip lúc nãy thì thấy lỗi tiếng anh em ạ. Một cạn lời. Bắn gắt đến như thế mà lại để bị lỗi. Tiếc quá à. Ok, trận này thì mình tăng độ khó cho game bằng cách chơi solo squad nha. Chơi thế cho nó máu đi. Chơi solo bình thường chán lắm. Bắn easy top 1 quá à. Ok, một team vào chung khu với mình. Tao sợ chúng mày quá cơ. Cứ bơi hết vô đây. Ui rồi ôi, ân mà có súng nữa thì thôi xong các bạn rồi. Ơ cái định mệnh vào nhanh vậy. Rồi vào nhanh thì đi cũng nhanh thôi. Mới nghe tiếng nhảy cái sột xong quay lại đã ngay ở sau lưng rồi. Người gì mà đi nhanh thế không biết. Chắc thằng này bật hack rồi. Thế luôn thằng này bật hack rồi. Game có ai bật hack như thế không nên nhá. Ui rồi AK nữa. Thôi xong rồi. Nó toàn súng to thế này thì thủ nhà nó cũng top 1 anh em ạ. Rồi. Có một bạn đang vào nhà mình. Ở dưới tầng 1. Đó chắc là bồ của bạn ấy. Tính qua trả thù chăng. Thích thì cứ lên thôi. Một mình tao chấp hết. Vâng. Ui dồi ôi. Gọi cả đồng đội qua bọc lót à. Nó này thì chạy qua đây này. Chết luôn ha. Cái gì cơ vẫn đứng đây à. Vô lý vậy. Các bạn chết ngoài kia thì ơ nó đang lút đồ. Vãi xoài. Ui dồi nó còn lút say thường. Ơ hết đạn. Ui dồi ôi vãi cả hết đạn ạ. Đùa thật. Vãi cả game. Bỏ đi đâu. Đang knock xuống ấy. Chạy ra. Chạy ra này. Sorry, clear team thôi. Ok, công việc còn lại là lút đồ. Vâng, thanh toán mấy cái xác. Ui dồi ôi, nhiều đồ ghê á. Vâng, cả một team cơ mà. Ok, chắc là mình sẽ dùng AK để táp xa. Còn M4 để sấy nhá. Tại vì đạn AK khá là ít. Mà AK táp xa thì chất khỏi bàn. Hay bị bệnh. Vô lý vậy. Biết thế mình sấy 8x AK luôn cho nó chất đấy em ạ. Ôi dồi ôi, boss này.
Ok. Dã nhau à? Cái gì vậy? Ui rồi, một viên vào đầu, hai viên vào người mới chết ạ. Nó trâu vậy. Không, bình thường thì chỉ cần hai viên thôi, vì nó không mũ. Bình thường thì chỉ cần một viên thôi anh em ạ. Chắc viên đấy nó không bay vào đầu, nó trúng người rồi. Bình thường một viên ăn 7 là knock thôi. Thế đích là mình kê vào đầu rồi mà nó vào lại vào người nhỉ? Quả đấy chỉ nó có thể là lag dam hoặc vào người. Nó dã nhau với team nào bên này? Ôi, bình tĩnh. Làm gì căng vậy? Câu hết nửa tiết của người ta rồi. Tao phải bắt mày đền mạng. Ui dồi, tao lại cứ easy 3 viên đấy nhở. Vãi xoài. 3 viên mới knock được. Ok, bây giờ là tình huống 1v2 hoặc 3 thằng khác team. Ui dồi ôi, Silent đặt 7 này, tuyệt vời. Thế này thì còn gì bằng. Ok, đợi bo vào thôi. Tầm này bọn kia nó chơi ninja lắm anh em ạ. Rất là khó chịu nha. Bọn nó không bao giờ kiểu công hổ báo đâu. Nó cứ bò thôi. Mà cỏ ở đây thì rất khó phát hiện. Hiện tại thì mình đang để đồ họa cao nhất nha. Phải gọi là mắc đồ họa. Nhưng mình chỉ bắn ở cái chế độ này, chưa thử cái chế độ thường lần nào. Nên mình sẽ có thời gian thử cái chế độ đấy. Chế độ này thì chỉ có 28 người thôi. Ui dồi ôi, bình tĩnh. Gắt vậy rồi. Hết nước để bú rồi. Con lợn này. À, ngồi trong bụi cỏ. Vô lý. Này thì ngồi bụi cỏ này. Ô, mình không để cái bụi cỏ anh em ạ. Suýt chết. Thằng này cũng khôn đấy. Easy, ok. Chắc mình sẽ kết thúc clip ở đây thôi.